Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long xuyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường, sinh năm 1978, trú tại huyện Hàng Quá, tỉnh Thành Quá, về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép qua đường. Trước đó, ngày 19 tháng 1 năm 2021, qua công tác kiểm tra thuế tại công ty Hồng Thịnh, Chi cục thuế Thành phố Long Xuyên phát hiện công ty Hồng Thịnh sử dụng chính hóa đơn bất hợp pháp của công ty Hoàng Phát, địa chỉ tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, do Lê Văn Trường làm giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế trên 12,5 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế, giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp trên 3,7 tỷ đồng nên đã kiến nghị khởi tố đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên để điều tra xác minh làm rõ. Sau khi tiếp nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Lê Văn Trường đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đầu thú và khai nhận. Đầu năm 2018, Trường được một người đàn ông tên Hùng không rõ họ, địa chỉ, yêu cầu trường đứng tên làm giám đốc cho công ty Hoàng Phát với số tiền 12 triệu đồng một tháng. Trong thời gian này, Hùng giới thiệu cho trường quen biết Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của Hùng, trường đã ký tên xuất khống 27 quá đơn giá trị gia tăng của công ty Hoàng Phát cho công ty Hùng Thịnh. Đã có ghi nội dung, nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên quá đơn.